Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức sự kiện chương trình giới thiệu xe Kia Rondo và dòng xe Kia công nghệ mới, đánh dấu sự kiện lớn nhất trong năm của thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam. Với thông điệp giá trị vượt trội, Kia Rondo và các dòng xe Kia công nghệ mới là sự bứt phá mạnh mẽ từ ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi cao cấp đến công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành ưu việt. Kia Rondo, Kia Rio Sedan, Kia Morning SE 2015 chính thức có mặt tại hệ thống showroom của Kia trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 năm 2014. Điều này cũng là minh chứng cho quyết tâm nâng cao thương hiệu Kia tại Việt Nam thông qua hàng loạt các mẫu xe công nghệ đẳng cấp, đặc biệt với crossover thiết kế 5+2 chỗ với chỗ ngồi trang bị hiện đại vượt trội nhiều mặt so với sản phẩm có trên thị trường và hứa hẹn tạo ra một phân khúc xe hoàn toàn mới, đáp ứng toàn diện nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.